Mạng xã hội đang xôn xao chia sẻ đoạn video được camera an ninh ghi lại cho thấy vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày hôm qua, 25 tháng 7, chiếc xe ô tô màu đen liên tục tông mạnh vào xe ô tô màu đỏ đang đỗ bên đường. Theo đó, người đàn ông điều khiển chiếc xe con màu đen liên tục cho xe lùi lại rồi lao tới tông mạnh vào xe ô tô màu đỏ. Sau 3 lần đâm hút liên tiếp, chiếc xe màu đen rời đi, rồi khoảng 1 phút sau đó quay lại lấy đà tông mạnh một lần nữa. Hậu quả sau nhiều lần va chạm, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại đường Kim Đồng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe ô tô đen về nhà vợ cũ. Tại đây, người này thấy một người đàn ông khác đang ở trong chiếc xe ô tô đỏ đỗ ven đường nên đã lái xe tông liên tiếp. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được hàng ngàn lượt xem và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Mặc dù chưa rõ thực hư, nhưng đa số ý kiến đều lên án hành vi manh động của người đàn ông lái xe ô tô màu đen, coi thường tính mạng, tài sản của người khác để rồi tiền mất tật mang.